ayo, hello ya. Bây giờ chơi giống tìm ngang. Ok, tôi sẽ đi trốn. Tìm, bà đi trốn, hợp lý ra. Hợp lý. Bà sẽ có 100 giây, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 95, 100, đâu rồi kìa. Mất tiêu rồi. Sao mà tìm được? Làm mày đâu rồi, giống mày túi mà tìm được thì đừng có. Ủa Jimmy đâu rồi ta? Ôi, cái gì đây? Con gì vậy? Ôi, bỏ người ta. Này, có con gì vậy? Mày đây này. Ôi, mấy đứa chạy đi, để ta, chạy giết mấy con Skimmy đi cho. Mày giúp Jimmy ơi. Mấy đứa mau chạy đi, chạy qua hướng này để ta bảo vệ mấy đứa. Trời ơi, ở đây rất là nguy hiểm, tại sao mấy đứa lại chơi ở trong rừng vậy hả? Con chào chú, con tên là Jimmy, còn đây là À Jimmy bà hả? Hai đứa. Trời ơi, thôi đi theo ta về nhà ta đi. Ở đây rất là nguy hiểm. Ở đây rất là nhiều Skibidi sẽ xuất hiện đó. Đi. Hả? đi. Tại sao vậy? Ủa cái chú này là ai vậy? Ta tin xin tự giới thiệu, ta là Timmy Man. Yên tâm, ta là người tốt, ta là chuyên bảo vệ tiêu diệt Skibidi để bảo vệ thế giới đó. Ồ, kỳ lạ vậy. Chú đó, bảo vệ được tụi mừng á, hay là đi theo đi. Yên tâm đi, chú không có bắt cóc hai đứa đâu. Ok, đi luôn. Đây, nhà chú ở đâu? Nhà chú hướng này nè, đi theo chú. Hai đứa cũng nhỏ quá, giờ bắt cóc bán không có nhiêu tiền hết. Trời ơi, quèo. Gần tới nhà của chú đó, căn nhà trước mặt chính là nhà của chú. Căn nhà gì siêu thú vị luôn. Ừ, căn nhà gì mà đen thì vui á. Trời ơi, sao mày đi xa vậy mà nào? Ở này hai đứa ơi, đây. Đây, tới rồi, đây chính là biệt thự của chú đó. Wow, thấy đẹp không? Nhà đẹp dữ vậy. Ủa mà sao có hai cái cục gì vậy? Gì kỳ quá vậy? Đi. Biết không cái là đi, gì? Đi vô đây. Cái đó chính là cái gọi là cái hiệu ứng ánh sáng của cái tivi á. Bà nhìn cái tivi trên cái cột này nó cũng có một chấm màu trắng. Hiểu rồi. TV Woman ơi. Bất TV Woman là ai vậy? Em nhà yêu có xe chuyện dữ vậy? Có xe hơi luôn. Trời, mấy cái này với nhà chú là bình thường. Nhà chú không có gì ngoài tiền á, nó mới đi yên tâm. Dạ. Đi tham quan căn nhà này thôi mấy bạn ơi. Nhà to dữ. Sao? Ba mẹ của mấy đứa đâu? Đâu có ba mẹ đâu. Chị mồ coi chơi chung với nhau. Đúng rồi. Trời ơi, hai đứa mồ côi mà ở trong rừng vậy rất là nguy hiểm. Hay là giờ hai đứa ở lại nhà của chúng ta đi. Chúng ta nhận nuôi hai đứa. Trời mà vợ tôi đâu rồi, cô Vua Mình ơi. Ủa chúng ta là ai vậy ha? Chú nó nói giống như là có hai người vậy. Còn vợ của chú thì Vua Mình nữa mà đi đâu mất tiêu, chắc đi chợ chưa về. Hai đứa chờ xíu rồi. Hi ha, lấy cái gì cho ăn đi hi ha. Tìm đây, đây để chú vô nấu ăn cho hai đứa. Dạ. Sao tôi biết mà bà nào bà kêu tôi lấy đồ ăn. Trời ơi, mấy đứa ơi, chuyện gấp. Có chuyện gấp rồi, ba kêu. Mẹ của mấy đứa ở ngoài bị Skibidi tấn công. Bây giờ chúng ta phải đi giải cứu mẹ của các con thôi. Thì Skibidi là mấy cái con hồi nãy tấn công tụi con á hả? Đúng rồi, mấy con toilet á, Skibidi toilet. Thì như tôi biết là mấy con mà Skibidi là mấy con mà có cái đậu mà trên dưới cái bồn cầu chui lên á. Đúng rồi. Bây giờ nè, ba sẽ cho mỗi đứa một cây súng. Dạ. Rồi, nè, con cũng lấy một cây súng đi. Cây súng gì bà nãy vậy cha? Bự quá vậy cha. Súng to gì? Chúng ta mới tiêu diệt được lũ Skibidi, giải cứu mẹ của con. Đi thôi. Không, vấn đề là mình mới nhỏ mình phải cầm súng rồi. Nói chung cái này mấy đứa ở ngoài đừng có học theo à. Cái này trong tình huống này trời, con hiểu rồi. Ở đâu vậy cha? Hướng này. Dạ. Mẹ của mấy con đang bị mắc kẹt ở trên này kìa. Ơi, yêu luôn chị ơi. Trời ơi. Ủa sao anh nhớ hồi xưa lúc quen nè. Quen anh, em mạnh mẽ lắm mà. Trời chết rồi mẹ ơi. Xuống đi mẹ, xuống đi. Ôi trời ơi, mẹ ơi, quá mẹ ơi. Mà sao hồi xưa lúc hồi chưa quen anh nhớ em mạnh mẽ lắm mà sao giờ em yếu đuối vậy? Ơ, mà ba hai đứa này đâu ra vậy? Mày là ai vậy? Còn em tôi quay tao đi đâu nè. Trời, em nghe anh giải thích lại đây. Là hai đứa con anh mới nhận nuôi tụi nó. Một cô á. Chọn đi. Anh bảo như em nghĩ đâu. Ủa con nhớ mẹ đâu như này đâu ba. Mẹ mình đi đâu mà ba? Không mẹ ơi đi. Trời ơi, hai đứa đừng báo cha nữa. Đúng rồi, mẹ con đâu có như này đâu ta. Mẹ con đâu có cái mặt này đâu ta. Em không phải đâu. Đây là mẹ của con á. Trời, người vừa xinh vừa đẹp như nết na hiền điểm. Mấy đứa nói gì vậy? Thôi vậy lộn vậy da ơi. Mình làm vậy là được. Mấy đứa ơi, đừng có nói như vậy chết cha. Không phải là người như vậy luôn đó. Tụi con giỡn thôi. Tao mới được cái ba này nhận nuôi nè. Tụi con mới được ba tivi nhận nuôi. Nhưng mà hai đứa muốn đừng giỡn vậy nha, ảnh hưởng tới cái mạng con người đó. Con nói thiệt mà.
Tao giỡn nè, đi mong cho mày. Ê, 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 gì vậy? Cái gì vậy? Ôi trời ơi, còn một con kìa. Tao giỡn mà, hả? Con còn nhanh hơn ba nữa chưa? Ồ, vậy là hai đứa từ đâu tới vậy? Tụi con đến từ khu rừng phía Tây. Tụi con đến từ khu rừng phía Tây. Ủa, phía đông hay phía Tây? Không biết. Rồi, nó đại đi. Chú này nhận nuôi đúng không? Dạ. Ba mà, có chú đâu. À, ba gọi vậy mới mất. Là ba của tụi con là ba này nè, cưới cái mẹ kia kìa. Rồi bây giờ qua đây nhận mẹ này. Tại tụi con có hai mẹ luôn. Được, được, được. Ôi mừng quá, vậy là tụi mình có con rồi. Ê, 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 trời, nói linh tinh cái gì nữa vậy? Ê ơi, đừng có nghe tụi nó nói linh tinh, tụi nó con nít không biết cái gì đâu. Anh là chỉ có một mình em thôi, anh là yêu em duy nhất trên đời. Ủa sao bà nói cái này giống mẹ của con vậy? Giống má mẹ kia quá vậy. Anh đi có mẹ nào không? Trời, hai đứa người có tưởng tượng quá. Thôi, nhưng mà này nè, mình đi về đi ba mẹ. Hồi xưa em mạnh mẽ như vậy mà sao bây giờ có mấy con skdb mà em cũng phải nhờ anh cầu cứu nữa vậy? Từ lúc mà ghê vào vòng tay của anh á là em tự nhiên cảm thấy yếu đuối trong người lắm. Không có làm được gì vô để anh chở che cho em nha. Dạ, ý kiến không? Trời, quýnh bây giờ. Thôi, dẫn tụi con về ơi. Thôi, mình đi về đi. Đi về thôi. Dạ, ba mẹ kêu tụi con ra đây có chuyện gì vậy? Hai đứa này nghe cho kỹ nè. Hôm nay ba với mẹ đi qua đi có công chuyện đó nha. Cho nên là hai đứa ở nhà chơi ngoan và tuyệt đối đừng có mà đi qua cây cầu bên đó. Cây cầu bên đó rất là nguy hiểm đó. Ủa, mày sao vậy ba mẹ? Nói chung là mẹ dặn đó là khu vực cấm. Hai đứa cứ nghe đi. Tuyệt đối là qua. Hứa với ba mẹ nha. Ngoan ba mẹ về mua quà cho hai đứa. Hứa với ba nha. Mẹ nghe chưa? Dạ, tụi con ăn kem. Ba với mẹ đi đây được rồi. Mốt ba mẹ mua kem cho hai đứa. Đi thôi em nhiều. Con sẽ nhớ ba mẹ. Trời ơi, ba mẹ mình đi có chút xíu sao không khóc dữ vậy? Diễn xíu cho ba mẹ Hương mua kem nhiều chứ sao? Ồ, thì ra là như vậy. Để mình diễn. Mấy bạn ơi, mấy bạn luôn mừng thì like video này nha. Con có like, tôi đăng ký coi. Ông xạo keo quá à. Đó giờ bà có thắc mắc bên kia cây cầu này có cái gì không? Đúng rồi đó, mình thắc mắc bên kia cây cầu này có cái gì quá à mấy bạn ơi. Nhưng mà ba mẹ mình không cho mình qua bển. Thôi, hay là mình lén qua bển đi, thích bên đó lắm á. Hợp lý, hay là bây giờ mình lột đồ đi cho ba mẹ không nhận ra mình là người TV, sao mình chui vào cái TV nha. Ủa, bộ đồ khác vậy? Mà còn giữ bộ đồ kìa. Thôi kệ đi. Thôi, mình đi qua bển thử coi. Đi. Đi đâu rồi, liệu có cái gì bên đó không ta? Qua con tàu ơi vậy ơi. Wow, bên đây có cái gì thú vị không ta? Không biết nữa. Ủa, có một căn nhà, đâu có gì nguy hiểm đâu. Ở đâu ra hai đứa vậy? Hai đứa nhớ gì kìa? Ôi, CKB đây, CKB đây. Ủa, CKB gì vậy? Gì ghê quá vậy? Ê, ê, hai đứa, qua đây, qua đây. Qua đây được không vậy? Qua đây, ta không làm gì hai đứa đâu. Trời ơi, đâu ra hai đứa con nó xinh xắn dễ hương lạc vào nhà của mình vậy? Đừng quan hệ con nha, con sợ lắm á. Yên tâm đi hai đứa. Ta không có ăn hận đâu. Vô đây vô nhà của ta đi à. Bọn ta cái miệng nhớ trong nàng. Bọn ta không còn thịt ai thế. Ơi, vậy thì được. Chắc là bọn họ không ăn thịt mình đâu. Ừ, nhưng mà tôi cũng sợ lắm, không có sợ không? Tôi cũng hơi hơi á. Sợ mà, bọn ta dễ hương lắm. Vô đây, vô đây, ta có mặt. Nhưng mà chú tên gì? Ta là Skimmy. Thì cái bê đi vậy mới được, không có tên hả? Là CKB đây mua kéo. CKB đây mua kéo. Thì cái kéo ta muốn mua để hãy ngồi. Man CKB đây man. Skinny man. Đúng vậy, tại vì nó hình như giống con người đó. Ủa nhà chú có gì vậy? Có cái bếp nè. Wow, có một cái bếp siêu xẻ luôn. Ta rất là thích con nít đó. Nên bọn ta có một cậu dành cho con nít nè. Bọn ta là hơi miếng vậy một xíu. Nên bọn ta khác tài. Tài của ta hay cũng biết con người. Chứ còn ta thì không tánh ngược lại. Trời ơi, nghe nói mình thấy sợ quá trời luôn. Nhìn có vẻ nguy hiểm, ý hiểm quá. Chứ Mỹ ơi, mình có tin được không? Không biết nữa. Tài cô đơn lắm. Có gì cho tụi con tin không? Không mà chơi với bọn ta đó. Có gì cho tụi con tin không? Anh hẹn như là kim. Có, đợi ba vô tủ lạnh ta lấy cho. Đây nổi. Thì mình đi tham quan cái nhà này thử đi nha. Lỡ mà đi khám phá rồi. Làm kẻ mồi. Đi coi thử coi. Đi. Ê, trên đây có cái giường ngủ. Wow, có giường ngủ luôn. Bên đây cũng có giường ngủ, cũng có tivi luôn. Ôi, cái này đúng là SkiDB biết vậy thiệt rồi. Có SkiDB thường thường đâu có ai biết làm mấy cái này đâu giùm mi. Nhà vệ sinh. Ôi. Ôi. Hai đứa đi đâu vậy? Xuống đây ăn kem nè. Dạ. Dạ. Được chỗ
Đúng rồi, hello, xuống ăn đi. Xuống ăn kem nè. Kem đâu, kem đâu? Wow. Kem này ngon quá, chị mời ơi. Kem vô hảo. Kem. Nhiều lắm. Bọn ta không phải là người xấu, bọn ta là những skidimay khác. Mày không có skidimay thì cũng giống như con người, cũng có người xấu và người tốt. Trời ơi, hai đứa hình như là nhìn chưa có gia đình của ông ta. Nhìn khác mà ta biết rồi. Bỏ vẻ như vậy. Không có đất nào ngại chỗ đây hết trơn á. Ôi, chỉ có đất là không thích cho mẹ tôi. Thôi, hai đứa lại đây với bọn ta luôn đi. Ta nhận rồi. Bạn lại luôn đi. Cái đồ giận nuôi mình luôn rồi. Giờ sao? Chết mồ rồi. Rồi, hai đứa vậy là coi như là đồng ý rồi là đây rồi đó nha. Ừ, tôi sợ quá à. Thôi, vậy mình đồng ý đây. Ơi, tôi coi đồng ý, Giỏi quá, Lên chuẩn bị chút nữa. Ủa, đi lên chuẩn bị một bộ đồ hả? Lên đây. Lên đi hai đứa. Dạ. Tụi con lên nè. Chuẩn bị bộ đồ gì cho mình vậy ta chứ mi? Không biết nữa. Quay bốt vào này thì của mấy đứa nha. Ở đây với bọn ta đi. Giờ tụi con sao? Rồi, để lấy ta hai đồ cho hai đứa giống bọn ta một xíu cho nó dễ hơn. Dạ. Dạ. Cái đồ này nhìn nó kỳ kỳ sao á Jimmy ơi. Ừ sao nó giống kỳ kỳ ta sao á? Không giống như ta rồi nè. Mà đúng không mấy chưa? Đẹp. Phải đẹp chứ. Trời ơi, ta có những loại cách dành cho mấy đứa nè. Bây giờ mấy đứa đã là gia đình dạ? Mấy đứa đã là gia đình của ta rồi. Cũng phải cẩn thận xung quanh đây. Tại vì xung quanh đây luôn có một cái gia đình TV Man. Cái gia đình đó luôn có ý đồ xấu ra. TV Man là gia đình cũ của mình á. Những cái KBD của chúng ta đó. Ê, mấy cái tên trong nhà kia ra đây nói chuyện lẹ lên. Cha cũ bên kia. Đó lại qua nữa rồi. Hai đứa trốn trong nhà cẩn thận. Đừng ló ra ngoài. Đừng ló ra. Tao nghe tụi mày xì xà xầm nói xấu gì. Tao nghe đi con nè. Ok. Ông đi qua đây làm cái gì vậy? Xuống. Mấy đứa con ta có qua đây không hả? Con của ông là ai? Làm gì? Hỏi mình kìa. Ta được. Tụi mày đừng có mày giả ngu vậy thiệt. Cha mình kìa. Là tụi mày bắt cóc tụi nó đúng không? Tụi mày này nè Jimmy. Tụi mày ngon thì. Ai mà dám bắt cóc hả? Ôi, trời ơi, ghê vậy. Đi dài đây. Ôi, trời ơi, cái gì vậy? Vũ lực mày. Ôi, ra xuống. Ôi, quá chảo luôn rồi. Đi dài quả đây. Ủa, tụi bay 2 đánh 1 á. Xoài ai. 2 đánh 1. Con 1 1 mẹ. Xeo dài đây. Ê, ai à. Tụi bay chờ đó, Đây đây, nếu xong thì làm nước kia rồi. Không đâu. Dài luôn rồi nha. Cái cầu màu, cầu. Đúng rồi, bọn họ cắt lộn nhau tùm lum luôn rồi. Tụi chờ đây, tao. Mà nó xử tụi mày phạm nước giếng nữa. Trời ơi trời, rồi thiệt á. Ủa chết thiệt nó. Cho người đó về rồi vậy hả chú? Nơi này là hai nơi cái gì đó vô. Không có được ai đi qua đây cả. Đi qua đây có gì vậy? Chứ cái nào đó. Chà chà mặt địch nó có vẻ như muốn tiên chiến với tụi mình rồi nhóc anh trai. Ồ thì ra là vậy. Cái gì mà tiên chiến luôn sao? Nghe nguy hiểm thiệt á. Ồ tụi con thì tính sao? Thằng ta muốn tiên chiến cho mình. Dạ làm sao đây anh trai? Thì tiên chiến rồi tiên chiến. Mình đánh lại luôn sợ gì đâu. Ồ chật của con có đánh đâu luôn hả? Không cần tụi con. Nếu như có ý tốt vậy. Rồi hai đứa nhớ cẩn thận nha. Đừng có dính dáng tới cái gia đình bên kia. Trong nhà đi có gì. Đâu. Nó bắt cóc cho chúng ta. Nó còn bố láo. Ba mẹ mình quá đi. Dẫn đi người tới nữa hả? Dám qua nhà của ta. Ta đã bảo nước sông không phạm nước giếng rồi mà. Trời ơi. Đi ra. Con của tao hả? Tụi bay dám bắt cóc con của ta không nói. Ôi trời ơi. Ai dám đánh em trai của ta hả? Cái gì trời ơi, mẹ mày đánh tao luôn. Đánh nha vô mày. Thử nó đi. Không vô trong đi Jimmy ơi. Có chân bắt cóc tụi mày á. Biến con chúng ta là hành vi đi em ơi. Mấy con người đánh tao ơi. Dám qua trời ơi. Mấy con tụi mày đánh cho. Ôi cái gì vậy? Ôi ơi. Mình mới hành tivi lại rồi mấy bạn ơi. Dám qua cướp con của tụi ta hả? Sao mấy bạn biết tụi mình hành tivi luôn rồi. Chết rồi. Bây giờ mẹ mày đánh nhau luôn rồi Jimmy ơi. Trời ơi chết rồi một người. Ôi, họ xin lỗi rồi. Nó xuất hiện lại kìa, em xử tụi mày. Bây giờ sao tôi cũng không biết nữa. Lên TV đi, giống ta đi. Nó vô đây đi, vô đây đi. Tụi mình đây, em ơi, biết lại TV đi kìa. Ôi, trời ơi. Trời ơi. Sao biết tụi
mình qua lại qua lại. Trời ơi, đi hoài vậy, hai người này dừng lại đi, đừng đánh nhau nữa. Yeah. Dừng lại, đừng đánh nhau nữa. Con, đừng có làm tivi, làm CKPT giống một ta đi. Con, đừng làm CKPT, làm tivi đi. Trời ơi, đừng làm tivi. Trời ơi, bây giờ đánh lộn hoài vậy, dừng lại đi. Rồi, bây giờ tụi mình vừa biết hình tivi mà vừa biết hình CKPT luôn mấy bạn ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Con của bọn ta là bọn ta không để đâu, bọn ta phá nhà của mình. Cái gì trời ơi, vậy? Trời ơi, đánh lộn với nhau âm sầm luôn kìa. Vậy giờ mình đi đâu đi vậy? Ủa, bà giống có đang ở đây hả? Ủa, giúp mi chạy luôn kìa. Ủa, chạy luôn kìa. Chạy luôn kìa. Chỗ này nguy hiểm quá. Đừng có chạy. Ôi, con của bọn ta. Không biết được, TV, tôi vẫn là SkyDB nè. Vậy giờ tôi dòng sao đây? Thôi, cứ chạy khỏi những người này thôi, nơi này. Sao mình cứ biến qua biến lại à? Chứ mấy ơi, chạy chết mồ rồi. Lên thuyền nhanh lên nha mấy ơi. Đi đi Hi ơi. Chở tôi đây 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 đây. Rồi khỏi hòn đảo này đó. Giờ khỏi hòn đảo này, hòn đảo này nguy hiểm của mấy bạn ơi. Trời ơi, con đi về nhà tụi con đây. Tạm biệt ba mẹ. Tạm biệt ba mẹ tụi con. Một bên ba mẹ được nữa rồi. Đi 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 lên lên lên. Chạy 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 thôi chạy thôi. Trời ơi, tháo được rồi nè. Tháo cái bồn cầu ra giùm tôi ơi. Đây để tôi giật cái bồn cầu ra. May mắn quá. Ôi mình không nên làm được những nuôi đó đâu Hi A ơi. Bây giờ đúng rồi, mình mình tự nuôi mình đi sợ quá à. Tự ngắm lấy bản thân mình đi, cứ vậy nguy hiểm quá à. Ừ, nguy hiểm quá các bạn ơi. Và video chỉ tới đây thôi. Nếu các bạn muốn mình làm cùng gia đình, được gia đình nào nhận nuôi nữa thì comment bên dưới nha. Trời ơi, hai gia đình này nguy hiểm quá mọi người ơi.